Khác với những bơm tấn cục phân khúc, hệ thống chiến đấu của Wuthering Waves được đánh giá là vượt trội hơn hẳn khi sở hữu cơ chế né đòn, phản đòn và tất nhiên là các eco hùng mạnh. Hiểu một cách đơn giản, eco chính là bản thể của những quái vật đã bị đánh bại và thu phục được dữ liệu, cho phép người chơi dùng hóa thân thành chúng để chiến đấu với sức mạnh to lớn. Eco cung cấp rất nhiều chỉ số thuộc tính, dựa vào độ hiếm của eco mà chỉ số đó có thể cao hoặc thấp. Mỗi loại eco đều có kỹ năng riêng biệt, khi trang bị vào ô đầu tiên sẽ được sử dụng kỹ năng của eco đó. Hiện tại trong vô số các eco đã xuất hiện ở Wuthering Waves, có 4 cái tên được xếp vào hàng cận cán, xứng với danh hiệu tứ hoàng mà bất cứ game thủ nào cũng mong muốn săn đón. Dreamless là một eco 4 sao khá quen mặt, thường xuất hiện trong các nhiệm vụ cốt truyện và có thể xem là biểu tượng hắc ám của Wuthering Waves. Điểm nổi bật mà Dreamless sở hữu chính là khả năng bức sát thương 2 việc cực kỳ bá đạo. Khi kích hoạt Sonata Effect của bộ 5 eco, sát thương 2 việc đầu ra của con quái này còn bá đạo gấp nhiều lần, trực tiếp gia tăng sau khi thi triển các đòn đánh thương và trọng kích của người sở hữu. Cách săn Dreamless cũng không hề đơn giản, người chơi sẽ phải tiêu diệt con boss này trong các thử thách tuần với tỷ lệ thất bại khá cao. Nguyên do là bởi Dreamless có bộ chiêu thức tấn công phức tạp và rối rắm. Sau khi hoàn thành chương 1, game thủ có thể tìm thấy Dreamless ở khu vực North Forbearance. Infernal Rider có lẽ là eco quen mặt nhất đối với các game thủ của Wuthering Waves. Con quái này được gọi là xe ôm quốc dân, cho phép người dùng lái xe để chạy map với tốc độ chóng mặt. Chưa hết, Infernal Rider cũng cực kỳ mạnh mẽ và có lối chơi gần giống với Dreamless. Nguyên nhân là vì Infernal Rider sẽ bóp sát thương đầu ra của nhân vật với thời gian cực lâu. Cụ thể, sau khi biến hình và tấn công 3 đòn Fusion, Infernal Rider sẽ tăng 12% sát thương, kết hợp với 12% sát thương cơ bản của chủ sở hữu, kéo dài tới tận 15 giây. Chắc chắn đây sẽ là một con quái vô cùng cần thiết mà bất cứ người chơi nào cũng nên nhắm tới. Để tìm được Infernal Rider, game thủ cần tới trung tâm của Sea of Flame. Growlers. Trái với hai eco kể trên, Growlers lại là một mẫu quái vật tự sinh tự diệt, cho phép người chơi trải nghiệm cảm giác biến hình lâu nhất có thể trải nghiệm sức mạnh nguyên thủy của các eco hùng mạnh. Growlers cũng sở hữu sát thương 2 việc, gây tới gần 300% sát thương sau 4 cú đánh liên tiếp của hắn lên kẻ thù khi được triệu tập. Người chơi có thể tìm thấy Growlers ở Memento Square, đây chính là vị trí đầu tiên khi nhóm của Rover, GCR, Yangya gặp mặt bay trừ. Nhìn chung Dallas không phải là một eco quá khó farm, các đòn tấn công của con quái này khá quen thuộc và người chơi có thể dễ dàng làm quen chỉ sau vài lần thử nghiệm. Mechabomination. Cuối cùng trong danh sách này chính là Mechabomination, sản phẩm thí nghiệm thất bại bị lãng quên bởi các học giả tai tiếng. Người chơi sẽ lần đầu nhìn thấy con quái vật này trong cuộc gặp gỡ của Auto và Encore. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Mechabomination có thể tiếp tục được tìm thấy ở khu vực Court of Savante Ruin. Về sức mạnh, Mechabomination gây sát thương Electro. Game thủ có thể tạo ra cục chất thải cơ khí phát nổ sau thời gian ngắn, sát thương được tính như là sát thương Outro. Mechabomination cũng có thể bóp tới 12% sát thương cho chủ sở hữu trong 15 giây, có thời gian hồi skill siêu ngắn nên rất được trọng dụng ở phiên bản hiện tại.